À, xin lỗi, xin chưa mở mic. Rồi, mở mic lại rồi. Sư cho con hỏi, một vị đã thọ giới sa di có về nhà sống cùng gia đình được không? Khi về sống cùng gia đình, có nói mình là một cư sĩ được không? Và khi đã là sa di, trị bệnh về bùa ngải bằng cách lăn trứng gà có được xem là đúng chánh pháp không? Con xin cảm ơn sư. Xin thưa với quý vị đó, có những cái điều kiện mà khi mà mình gặp cái vấn đề như vậy thì xem như mình không còn là sa di nữa. Tức là thứ nhất á, mình tự nhận mình là cư sĩ. Như trường hợp quý vị nói, mình có nói mình là cư sĩ được hay không? Thì ngay khi vị này nói mình là cư sĩ á, thì có nghĩa là ngay khi đó là vị đó mất giới sa di, không còn là giới sa di nữa. Cái thứ hai là khi mà vị này tự nhận mình là tỳ kheo, thì trong trường hợp đó là cũng mất giới sa di. Cái thứ ba là cái chuyện mình không giữ giới, không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Mình xem coi là mình có còn giữ cái giới đó hay không. Nếu như mà mình đã phạm là mình đứt giới sa di, mình không còn là sa di nữa. Rồi và cái điều cuối cùng á, là tà kiến cố định không có thay đổi. Trong trường hợp đó cũng mất giới sa di. Cho nên cái chuyện là mình trị bằng bùa ngải, thì bản thân cái đó dù cho mình có làm đúng đi nữa thì nó cũng thuộc về tà kiến. Và huống chi cái vụ mà lăn trứng gà này thì sư nhớ cái vụ này nó cũ rồi, cái trò này nó cũ rồi. Nó thịnh hành từ cách đây mấy chục năm mà bây giờ nó cũ lắm rồi, không biết giờ tại sao vị này còn chơi cái trò này thì sư không biết. Không biết là Đại Đức Tuệ Tường có cái chia sẻ gì về vấn đề này. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Phần Đại Đức hiện tại trả lời thì cũng sư cũng hoàn toàn đồng ý, đầy nó rất đầy đủ. Thì ở đây là nếu mà giờ hỏi sư thì sư cũng trả lời như vậy. Một vị đã thọ giới sa di về nhà sống sống cùng gia đình nha, thì chữ sống cùng gia đình nha. Thì cái chữ sống này á là sư không biết là bây giờ sư tạm hiểu đi, tạm hiểu là sống thời gian dài đi. Xuất gia sao sống, đó là thứ nhất là hông nè. Cái thứ hai là gì? Hai là nói là nhận mình là cư sĩ. Thì Đức Hành Tại nó rõ rồi đó, là cũng không luôn. Cái câu thứ hai cũng không luôn. Câu thứ ba bùa ngải cũng là không luôn. Bây giờ ba câu hỏi này là nếu mà trả lời ngắn gọn là không không không. Nếu mà cái vị này á mà thật sự hiểu được nha, thì sư bản thân sư sư hay sư tại không cần giải thích thêm, cứ nghĩa là không cần phải đặt câu hỏi là tại sao không vậy sư, tại sao lại không, để nó quá rõ ràng. Nên một lần nữa là ba câu hỏi này, ba câu hỏi là ba câu trả lời là không không không. Xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này.